Hi, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình lại có dịp mình đi qua chợ Nhớn ở Bắc Linh. Bắc Linh thì có hai chợ đầu mối lớn và nổi tiếng nhất là chợ Nhớn ở thành phố Bắc Linh, sau đó là chợ Dầu ở thị xã Từ Sơn. Ngoài ra thì Bắc Linh còn có hàng chục chợ quy mô cấp huyện và trăm chợ nhỏ phân bố ở các làng xã để phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân địa phương. Khu vực chợ dân sinh lớn tại thành phố Bắc Linh tập trung 170 gian hàng cố định và khoảng gần 100 gian hàng không cố định với 270 hộ kinh doanh thường xuyên. Chợ Nhớn Bắc Ninh. Đầu kia là hết à? Chỗ đám cưới này, chợ này nó là đến chỗ đám cưới là hết này. Đây là cuối đường rồi. Em cứ ngắm ngắm ghế chỗ nào thì ngắm đi. Em mua gì đây? Chợ này có tầng 2 trên nữa. Có sắn luộc không?